Liệu bạn có thể phá đảo Minecraft trong một thế giới toàn sa mạc? Không có cây đồng nghĩa việc không có dụng cụ. Đây còn là nhà của bọn quái khô tàn, một chủng loại zombie mà không bị cháy dưới nắng và sẽ khiến chúng ta bị hiệu ứng đói nếu như dám đối đầu với bọn chúng. Đồng thời, sa mạc còn là nơi có tỷ lệ spawn quái cao nhất trong Minecraft. Nhưng ngoài những điều đó ra, sa mạc ẩn chứa rất là nhiều những thứ quý giá. Làng mạc sẽ cho chúng ta một lượng lớn những đồ cần thiết để sinh tồn và những ngôi đền huyền thoại, nơi có thể có những vật phẩm có giá trị bậc nhất trong game. Liệu tôi có thể hoàn thành thử thách phá đảo Minecraft trong một thế giới hoang tàn như thế này? Trước khi chúng ta bắt đầu, để làm được cái video này tôi đã tốn rất là nhiều thời gian và công sức để edit. Tôi đã cố gắng hết sức để làm nó tốt nhất có thể trong khả năng của tôi. Tôi đã thất bại trong 5 thế giới sinh tồn sa mạc khác. Và tới tận thế giới thứ 6 tôi mới thành công để làm ra được video này. Thật sự nó tốn rất là nhiều thời gian của tôi. Nên nếu như anh em thấy thích video này thì làm ơn đừng quên nhấn nút đăng ký, bởi vì nó là sự cổ vũ rất là lớn để tôi ra thêm nhiều video chất lượng hơn nữa cho các anh em cùng xem. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúng ta bắt đầu vào video thôi. Đây, đây chính là điểm spawn của tôi đây. Xung quanh khá là tươi tốt anh em ạ. Xanh lắm, xanh tươi. Khá là nhiều tài nguyên. Ở ngay cạnh cái điểm tôi spawn nó có một cái hồ lava anh em ạ. Cái hồ này rất là quan trọng anh em nhá. Chụp cái vị trí của nó lại anh em ạ. Ở trong sa mạc này là chúng ta sẽ không có cây anh em nhá. Nên là chúng ta sẽ chỉ có được gậy bằng cách là phá những bụi cây khô anh em ạ. Có làng kìa anh em. Vào phá lúa anh em ạ. Thế này là chúng ta có thể làm được bánh mì rồi, sẽ không lo chết đói rồi anh em ạ. Phá giường luôn anh em ạ. Giường này là cần thiết lắm. Bàn chế tạo này là cực kỳ có ích luôn anh em nhá. Thì phải có bàn thì mới chế tạo được đồ chứ. Ô bánh mì này ủi ngon quá. Ngon ngay. Wow, ở trong làng tôi nó có một cái rãnh khá là sâu đây các bạn. Xuống luôn chứ còn gì nữa nhỉ. Có than và sắt kìa. Tôi làm được cuốc đây các bạn. Đào sắt luôn. Có sỏi kìa. Tôi có đá lửa rồi. Làm lò đung, tôi đung sắt phát. Tôi làm cái đánh lửa. Nhiều quá. Phun được bộ đồ sắt rồi. Tôi không làm cái giày để chốc mắt, tôi làm cái giày vàng anh em ạ. 21 phôi sắt luôn đây các bạn, quá ngon rồi. Tôi sẽ làm cái xô, múc nước ở lên đây các bạn. Giờ tôi sẽ chạy thẳng về cái hồ lava luôn đây các bạn. Có nước rồi chúng ta cùng làm cổng địa ngục và địa ngục thôi. Đây rồi, cái hồ ấy rồi. Rồi, vào đây các bạn. What the hell? Đây ở chỗ nào đây? Tôi bị spawn ở một cái rãnh hả? Đào vàng cái đã. Tôi không thấy lối ra ngoài. Hình như cái này là một cái hang động hay sao ấy. Thử đào lên trên thử không sao đâu. Vẫn không thấy cái gì các bạn. Có đường này, có đường này. Thế qua thử nào. Có lava này. Ái chà. Láo với tôi các bạn. Tôi xử này luôn. Ngon ngay, quá ngọc này. Ngon ngay các bạn. Đào vàng luôn. Tôi làm được cái giày vàng rồi. Vẫn không thấy lối ra các bạn. Tôi làm tí đồ ăn ra, ăn cái đã đói quá. Chắc là tôi lên thử bên trên cái xem bên trên có gì không anh em ạ. Bên trên nó lại là một cái rãnh nữa này. Vẫn chưa ra được bên ngoài. Không biết đấy có phải là đường ra ngoài không nhỉ. Đào vàng đây các bạn. Cái này cũng là đường cụt tôi các bạn. Scare này. Láo này. Chả có gì các bạn, tôi quay lại thôi. Nó màu xanh kìa, chắc chắn là ở khu thung lũng đây các bạn. Đào vàng đã. Láo anh em ạ. Tôi đang ở tận tầng thứ 102 à? Chắc là tôi phải đào xuống rồi anh em ạ. Đây rồi. Không biết là tôi rơi xuống tôi có chết không nhỉ? Thử luôn. Sợ gì anh em ạ? Ui rồi. Không sao. Tôi tính hết rồi anh em ạ. Bây giờ tôi đào xuống nữa làm sao nào? Ra được bên ngoài rồi anh em ạ. Thế nhưng mà cái vùng này nó chả có cái quái gì luôn anh em ạ. Chả có tài nguyên gì luôn. Vùng này chỉ có mỗi scare thôi. Mà tôi không có khiên chứ. Úi dồi ôi, sâu thế. Thế nhưng mà vẫn phải lấy vàng các bạn ơi. Từ từ anh ơi. Láo. Úi dồi ôi, scare kìa. Vô phương hướng quá các bạn, giờ không biết phải đi đâu. Úi dồi ôi, từ từ. Nó bắn tôi nhiều quá các bạn. Cái cột này có phải là cột ở tán tích không? Không anh em ạ. Nó chỉ là một cái cột thôi. Nó vẫn là ở cái vùng thung lũng. Láo này.
Cao lắm. Uầy, cái này là sang vùng đất cả địa ngục rồi à? Ôi không phải các bạn, nó chỉ là một ngọn núi thôi. Ui cao lắm, ui dồi ôi. Ô, khu rừng đỏ này các em ơi. Ui dồi ôi, nhiều vàng lắm. Bữa tiệc picklin. Tôi cảm giác cứ như là tôi nhà giàu, tôi đang phân phát cho bọn nghèo khó nhở. Ôi thuốc kháng lửa kìa, ngon quá. Ui có ngọc này, ui ôi. Chảy nước à, vứt chảy nước đi các bạn, chả cần đâu. Ôi tên này. Nhờ mỗi tội là các anh cũng vứt cho tôi khá là nhiều cái vớ vẩn anh em ạ. Chưa gì đã hết vàng của tôi rồi. Các anh ấy tốn thật. Tiện đây tôi tranh thủ làm cái cung cái nhở. Có tên mà không có cung. Chặt tí gỗ luôn anh em ạ. Ủa ôi. Đây là đội quân picklin đây anh em ạ. May là chúng nó không chọn tôi là mục tiêu. Các anh ấy vừa mới giết con lợn xong rồi. Thay em anh lợn ơi. Đồng đội của tôi đấy anh em. Đồng đội của tôi đấy. Ôi. Cái khu rừng đỏ này to lắm anh em ạ. Vẫn chưa thấy pháo đài đâu hết. Rộng lắm anh em ạ, cao lắm. Nói chung phải đi trong địa ngục luôn, phải cầm thuốc kháng lửa ở tay nhá. Cẩn thận chứ không còn rơi xuống lava kẻ chết đây anh em ạ. Vàng này. Vừa tôi chặt gỗ mà tôi quên làm khiên anh em ạ. Rồi, ngon rồi anh em ạ. Có khiên nó có cảm giác an toàn lắm anh em ạ. Em chả cái, ô, có lợn nhỏ. Lợn nhỏ này. Ô, cuối cùng tôi cũng ra được khỏi vùng rừng đỏ rồi. Úi dồi ôi, nhiều vàng lắm. Ủa ôi, đôi, 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 đôi. Cao thế. Thôi anh em ạ. Chết đi. Ui dồi, tôi không hiểu là tôi đang ở chỗ nào mà sao cao này nữa anh em ạ. Không thấy pháo đài đâu hết. Ui dồi, đừng gắt ơi. Ui chạy. Ui dồi, có bắn dậy. Chết. Láo anh em ạ. Láo thật. May là vàng của tôi vẫn an toàn. Ui. Tôi không biết là tôi nhảy qua không nhở. Nào. Qua rồi các bạn. Phải chăm chỉ đào vàng tí thì mình mới sống được. Úi dồi ôi, 56 phôi vàng. Đường cụt rồi anh em ạ. Tôi đi ở trong kia tôi không thấy đường đi nữa rồi. Chúng ta phải bơi qua biển lửa thôi anh em ạ. Khá là mờ anh em nhở. Đây. Để tôi cho cái này nó lên cao. Rồi. Nè tôi đã nhìn tốt hơn. Đấy. Vẫn không thấy pháo đài anh em ạ. Tìm pháo đài khá là khó. Chắc là tôi sẽ ném ngọc lên chỗ này. Lên nào. Rồi. Ui ôi. Bồ lão bồ lều anh em ạ. Lợn với chả lùng. To thế nhờ, vì sao mà cái khu rừng trong này to lắm anh em ạ. Đồ ôi. Picklin đó này. Các anh có muốn vàng không? Ôi. Có picklin con. Nắn cắp vàng của tôi thôi. Nhốt các anh lại đã. Vào đi anh. Bữa tiệc của em chào đón tất cả. Ôi sắt kìa. Tôi có được 6 viên hắc ảnh thạch rồi. Các cái thạch ở sau này rất là cần để mình làm cái cổng khác anh em nhá. Bởi vì là hiện tại cái vị trí của tôi đang quá là xa so với cái cổng của lúc đầu anh em ạ. Ấy chà, có picklin con kìa. Xử luôn anh em ạ. Chết ngay. Nó dám lấy vàng của tôi. Úi dồi ôi. Ui tên đấy kìa. Tôi có khá là nhiều tên ở đây anh em ạ. Lại tên nữa này. 10 viên ngọc rồi anh em ạ. 7 cục khắc điện thạch rồi. 9 cục khắc điện thạch rồi. 10 cục đủ làm cái cổng mới anh em ạ. Quá ngon này. Hết sạch vàng rồi các bạn. Tôi có được mỗi 10 ngọc Ender rồi. Có vẻ là hết đường đi rồi anh em ạ. Bơi tiếp thôi. Phải công nhận cái rừng đỏ đẹp nhờ anh em nhỉ. Nó có mấy cái bụi tro tàn đẹp thật anh em ạ. Quá đẹp. Chắc là tôi sẽ vào cái hòn đảo bên tay phải này các bạn. Hòn đảo trà gói quá hay luôn anh em ạ. Tôi đi tiếp rồi. Chung là tôi vẫn còn khá thời gian kháng lửa anh em ạ. Ui cái đảo kìa. Tôi lên thử cái đảo này xem sao anh em ạ. Tôi thấy cái đảo này có vẻ có triển vọng. Linh cảm của tôi nói thế. Tôi đã đi khá là xa rồi nhưng vẫn chưa thấy một cái pháo đài nào. Ô, tàn tích địa ngục này. Không biết là vùng tàn tích này nó có pháo đài không nhở. Úi dồi ôi, cẩn thận đấy. Rồi xuống là chết đây các bạn. Cao lắm anh em ạ, cao lắm. Ui, lại khu đường đỏ này. Cái này là khu đường đỏ thứ ba mà tôi gặp ở đây. Úi dồi, để tôi nhảy xuống xem sao nào. Chắc là không chết đâu nhở. Nào. Úi dồi ôi, không sao anh em ạ. Ô, khu rừng xanh kìa. Đây là lần đầu tiên mà tôi gặp khu rừng xanh ở trong cái video này. Khu rừng xanh ở bên cạnh vùng tàn tích luôn chứ, khá là đẹp anh em ạ. Nhưng mà nói chung là mình cũng chả cần cái gì ở rừng xanh đâu. Kệ ở đây các bạn. Lại rừng đỏ đó này. Có vẻ tôi khá là có duyên với khu rừng đỏ. Tôi sẽ thử tin tưởng cái khu rừng đỏ anh em sao nào. Hơi cao nên là chắc là tôi sẽ nắm ngọc xuống anh em ạ. Thôi tranh thủ chặt tí cây luôn nhỉ. Đằng nào là mình vẫn đang ở khu rừng rồi. Vẫn chưa thấy pháo đài luôn anh em ạ. Vẫn chưa thấy một cái pháo đài nào hết. Nhưng mà tôi thấy rất nhiều vàng.
Tôi lại thành công ra khỏi khu vực đỏ rồi. Cuối cùng gì anh em ạ? Cuối cùng gì? Tôi tìm được nó rồi này. Quá là phê luôn đấy các bạn. Khá là xa đây các bạn. Tọa độ ở cái cổng đầu tiên của tôi, nếu mà theo tôi nhớ là 17, X là 17 và Z là tầm 3 mấy đấy. Khá là xa đấy. Xuống rồi. Thôi ném ngọc xuống cho an toàn rồi anh em ạ. Bây giờ mà chết là uổng lắm. Đang có các anh Piglin đây, cho các anh cái vàng luôn nhỉ. Anh vứt em gì ngon ngon tí đi anh. Anh vứt em hắc điện thạch đi anh. 12 hắc điện thạch rồi. Tôi có thể làm từ bữa cái cổng khác rồi anh em ạ. Quá là ngon rồi. Các anh cũng vứt cho tôi khá là nhiều sắt đó chứ. Cảm ơn các anh nhá. Lên đây các bạn. Uầy, nó có con skeleton đen kìa. Con này nguy hiểm. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Từ từ anh ơi, trốn. Cái này sao mà chơi. Ôi. Úi dồi ôi. Tôi hơi gà. Anh em thông cảm. Nói chung là tôi uống thuốc vào cho nó an toàn thôi kìa. Tôi sợ lắm. Láo ấy, bắt nạt tao ấy. Bù lêu. Tháo đài đẹp thế. Ồ, tôi phát tài rồi. Chắc cả tôi sẽ farm lên được 8 que lửa tôi về các bạn. Thế thì uống rồi, chết cha rồi. Uống thêm thuốc luôn các bạn. 8 rồi, đi về đây các bạn ơi, đi về thôi, giờ phút địa ngục kết thúc rồi. Chào tạm biệt em nhá. Ôi, vùng nào mà đẹp thế này? Đây là vùng nào mà đẹp thế này? Có nhiều sức sống quá anh em ạ. Tôi làm mắt Ender luôn. Lên đường đi tìm Stronghold thôi. Ôi làng nữa kìa. Làng này chả có cái gì anh em ạ. Ôi, đền sa mạc kìa. Ui tấu bạc này, ui quá ngon đi các bạn. Ui sắt kìa được đấy. Ui sắt kìa. Ngon nhờ, sắc bén 3, sức mạnh 2, ui quá được luôn anh em ạ. Vàng à, vàng chả cần đâu, sắt cần thôi. Lại sách nữa này. What? Nhặt 2 à? Tôi để cái nhặt tôi còn gỡ ích. Tôi làm tí đuốc á. Rồi sáng rồi. Tôi làm cái đấy anh em ạ. Đó là lý do tại sao mà tôi phải có nhiều sắt vậy đấy. Rồi, quá ngon. Tôi làm thanh kiếm sắt để cho nó mới. Khảm sắc bén vào luôn chứ còn gì nữa. Khảm nhặt vào luôn đấy kia bạn. Quá ngon luôn. Tôi khảm sức mạnh vào cung luôn. Đi lên thôi các bạn. Chả cần TNT đâu. Ôi cướp kìa. Thế quái nào. Ồ mắt nếu chỉ tôi chạy ngược lại à. Làng nữa này. Lại làng nữa này. Khá là nhiều làng anh em ạ. What? Này là chỗ Stronghold này các em ơi. Tôi tìm được rồi. Tôi tìm được Stronghold đây này. Đào xuống đây các em ạ. Stronghold kia chứ còn gì nữa. Chúng ta cùng tìm mấy cục em thôi. Khá là tối. Khá là mê cung anh em ạ. Tối thế nhở. Tôi mong là nó đừng có con creeper dọa tôi. Ôi cái này đừng cụt rồi. Úi dồi scare. Em chào cai. Tôi phải xét cái điểm spawn đây cho nó an toàn đấy. Vẫn chưa thấy cổng đâu. Wow. Đây là cái đài phun nước này. Thư viện này. Úi dồi. Tuyệt vời luôn rồi các bạn. Bảo vệ 3 kìa. Thế cái bảo vệ 3 và bảo vệ khỏi lửa có vẻ là có ích. Tôi xem thử gương có gì nào. Ôi dồi ôi. Cần gì giấy. Không cần anh em ạ. Tôi sẽ ép bảo vệ 3 vào cái áo. Ép bảo vệ khỏi lửa vào quần anh em ạ. Quá hợp lý luôn. Úi dồi ôi. Tôi mạnh lắm rồi đấy. Tìm thử em có. Ô cái đài phố. Ô cổng ghét này anh em. Ôi tôi tìm biết rồi này. Có vẻ tôi thiếu mắt rồi. Có vẻ tôi bị thiếu 6 cái rồi anh em ạ. Quái này. Láo ấy. Ơ tầng 2 à. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Chết luôn anh em ạ rồi. Ở trong đôi có gì à. Than rồi à. À nói chung là cũng ok nhở. Tôi làm thêm cái đuốc. Tôi cũng đang thiếu than. Ngon luôn. Bây giờ kế hoạch của tôi sẽ là thế này. Tôi sẽ set cái điểm spawn của tôi ở chỗ cổng này. Và tôi sẽ trèo lên bên trên anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng đợi tới buổi đêm. Để những anh Enderman như anh spawn ra. Chúng ta sẽ giết những anh ấy. Đào lên bên trên thôi. Không khí trong lành thế. Mát mẻ anh em ạ. Anh zombie kìa em chào anh. Phải làm thêm chút bánh mì cho nó an toàn anh em ạ. Ồ có anh làm sách này. Không biết là anh đổi sách gì. Nhặt 2 hả. What. Nhặt 2 mấy vào thanh kiếm của tôi là ra nhặt 3 đấy các em ạ. Quá là ngon luôn. Tôi sẽ phải đổi lúa tí các bạn. Đổi lúa tí để mình lấy ngọc được bảo. Đây rồi.
8 ngọc, 8 ngọc. 9 ngọc à? Thôi thì em tặng anh là một viên đấy. Đấy. Em tặng anh đấy. Tôi xin của anh một quyển sách. Đưa sách đây anh ơi. Đưa ngay đây chứ còn gì nữa. Cảm ơn rồi. Nhặt ba luôn. Quá ngon luôn. Ăn cắp thêm tí giường và thêm tí bàn chế tạo cho nó an toàn. Anh biết đâu trông nữa và trông kia nguy hiểm lắm. Khá là nhiều giường cho con rồng đây các bạn. Màn đêm tới rồi. Tới giờ chúng ta làm việc rồi các bạn. Sao vẫn chưa thấy một con quái nào nhỉ? Con mèo kìa. Đây rồi. Quái ra rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy các anh em đâu rồi các bạn. Ôi con lừng. Tôi có sắt để làm cái giày rồi. Chưa thấy mấy anh em đâu nào. Úi dồi, phù thủy kìa. Né né phù thủy ra các bạn. Úi dồi. Ôi, ba anh em đâu kìa. Ôi từ từ anh ơi. Sao mà con phù thủy nó khó chịu thế nhỉ? Chết đi. Tôi xuống rồi các bạn. Nguy hiểm quá. Ôi nhanh 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 nhanh. Úi dồi, chết cha rồi. Chết cha rồi. Nhanh nào. Khóa vào. Rồi. An toàn rồi các bạn. Ngon rồi đấy. Ngon rồi đấy. Chúng ta đủ ngọc để mở cổng rồi. 6 mắt là được. Khóa nó vào cho an toàn rồi các bạn. Mở cổng thôi. Được rồi. Chúng ta cùng vào luôn đi các bạn. Thời khắc đã đến rồi anh ạ. Thời khắc tới rồi. Tới thời rồi. Cái gì? Kết thúc ư? Đây không phải là kết thúc đâu anh ạ. Chúng ta sẽ giết được con rồng và chúng ta sẽ cùng thoát ra anh em nhá. Xây đây đã. Đây rồi. Lên bên trên rồi. Có chó rồng đâu. Tôi phải phá hủy cái cột của nó đã. Ôi. Thay em anh ơi. Tôi phải pha mấy một chút ngọc đây cả. Tôi có hơi ít ngọc. Ây 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 ây. Ôi chết cha rồi. Tôi làm gì với cái nước của tôi rồi. Ui. Tôi mất nước rồi anh em ơi. Bây giờ cách để sống sót ở trong này chỉ còn có thể là ném ngọc xuống anh em ạ. Chúng rồi. Khó thế. Tôi bắn vào đây cái nào. Úi dồi ôi. Nó hất tôi lên trên luôn hả? What? Từ từ đồng ơi. No 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 no. Wow 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 wow. Con chó đồng nó mất dạy. Tôi muốn giết nó ngay lập tức anh em ạ. Mày cứ đại đấy. Mày cứ đại đấy. Đau thế. Wow 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 wow. Wow. Đừng có bắn tao. Ủa ôi. Nó còn cái cột này này. Chúng đi. Chúng ơi. Hết tên rồi. Trời ơi. Bây giờ tôi phải trèo lên trên đấy đấy. Ui nguy hiểm lắm. Thôi. Trèo lên cái quái gì. Tôi đập con rồng luôn anh ạ. Tôi bực con rồng quá. Tôi đập nó luôn. Cố lên nào. Cố lên nào. Đầu mày đây đi. Đầu mày đây à. Đầu mày đây à. Đầu mày đây à. Tuyệt vời các bạn. Tuyệt vời nhá. Tuyệt vời các bạn nhá. Ôi dồi ôi. Đấy. Ok các bạn. Thật sự cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem đến tận đây. Nếu như anh em thích video này thì đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ tôi ra thêm nhiều video chất lượng hơn nữa cho anh em cùng xem nhé. Tôi luôn muốn được 1.000 người đăng ký kể từ lúc bắt đầu làm YouTube. Nên nếu như anh em có thể giúp tôi dù chỉ một chút bằng cách là đăng ký cho tôi thật sự rất cảm kích. Và nếu như anh em có thích tôi làm thử thách sinh tồn ở một vùng nào đó khác hay là bất kỳ loại thử thách nào khác, anh em hãy cứ để lại bình luận nhé. Một lần nữa, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em video lần sau nhé. Tôi yêu anh em rất là nhiều.